Chương 16. Cậu chính là hách nhân. Tìm tôi có việc gì? Cầm chức nhẹ nhàng quán quân, làm ồn ào và gây khó chịu ở đây. Cũng không phải là nhà ngươi, nó không liên quan đến ngươi. Bọn họ hình như là người của đội bóng rổ. Thua 1.500 mét, lần này lại muốn so cái gì? Bóng rổ sao? So thì so, ta không tin ngươi có thể may mắn được nữa. Đừng nói tôi bắt nạt cậu. Nếu cậu có thể ghi được bàn thắng, coi như cậu thắng. Nhớ tôi thắng, thì đừng lại quấy rối tôi và những người bạn của tôi. Chết tiệt, hack nhân căn bản không biết chơi bóng rổ. Cậu nhanh qua đây đi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Một người không chuyên môn, sức bật phát thật mạnh. Đáng tiếc, quá non rồi. Tốt thôi, sân bóng bị chặn. Không dẫn bóng được nữa. Cái tên to con này tựa như một ngọn núi, rất khó để chen qua. Cậu bắt đầu hoảng sợ vì không có cơ hội ném bóng rồi sao? Cái gì? Đừng xem nhẹ ta. Xem ra lần này không phòng thủ được rồi. Vị trí của cậu đã bị ta kẹp chặt rồi. Bằng bóng rổ ta nắm chắc rồi. Kết thúc. Không thể nào. Tay không thuận, nhảy lùi, nhảy dốc, cơ thể người thường không thể làm được. Các cậu lại gây phiền phức cho tôi. Huấn luyện viên. Hách nhân, không nghĩ cậu cũng am hiểu về bóng rổ như vậy, thế mà có thể nhảy cao như vậy, giống như thần tiên vậy. Nhưng không phải là thần tiên. Hừ. Trận đấu đã kết thúc, Hách lão sư. Vu gia tỷ hai người cứ mà chơi, tôi về trước. Chờ một chút, muộn rồi về một mình không an toàn đâu. Chờ ta một chút. Ngươi làm gì mà tức giận như thế vậy? Ta không phải đều thắng sao? Chưa hề làm ngươi mất mặt. Cắt, có ổn không khi để Vu gia tỷ ở lại mà chạy tới đây? Nói rồi, ta và Vũ gia chỉ là bạn bè bình thường. Ngươi không phải ghen tị chứ? À!
nói bậy cái gì đấy? Đừng đánh nữa, là ta ghen tị được không? Chương 17. Tô lão sư. Đột phá tầng 2 mà không có trở ngại gì. Cho ngươi thứ này. Dây chuyền của ta gia trì trận pháp đặc thù và có thể che giấu khí tức. Đây cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dây chuyền sẽ hấp thụ linh khí và dung nhập vào cơ thể của ngươi. Trận pháp trong dây chuyền chỉ có thể duy trì trong một tháng. Trong một tháng này, ngươi phải đột phá tầng 3 của ngưng thần quyết. Nếu không thì sẽ bị các thẩm tra quan chú ý tới, nhẹ thì thẩm vấn, nặng thì giết. Tầng 3 khác với 2 tầng đầu, lúc đột phá tầng 3, toàn thân 108 đại lục tương của ngươi đều bị phá tan. Đến lúc đó sẽ đau đớn, ý chí kém không chịu nổi liền chết. Tận dụng cảm giác vừa mới vừa rồi, tu luyện nhanh lên. Ngộ tính cũng không tệ lắm. Hàng xóm Trương thúc thúc gọi. Alo. Hách Nhân mau về nhanh, bà cháu đang hôn mê. Ngươi là đứa trẻ không ai muốn. Đứa trẻ không ai muốn. Đứa trẻ không ai muốn. Không phải, cha mẹ chỉ là đi làm việc ở chỗ rất xa. Bọn họ sẽ trở về. Ha ha ha, bọn họ chính là không ngươi, cần ngươi đấy. Làm gì có cha mẹ bỏ rơi con cái mấy năm không gặp. Ai dám bắt nạt cháu của ta? Hu hu, chạy mau. Nhóm hỗn tiểu tử, coi như các ngươi chạy nhanh. Không sao, Hách Nhân, có bà nội ở đây, bà ở đây. Hôm nay bà nội làm món gà rán mà Hách Nhân thích ăn nhất này. Cháu không ăn, cháu không ăn, cháu muốn cha mẹ. Yên tâm, cha mẹ cháu sẽ về. Thật, thật sao? Nếu bọn họ không trở về, ta liền đem bọn họ đánh một trận. Hứ hứ hứ. À, bà nội. Ngay cả khi bọn họ không trở về, bà sẽ luôn ở bên cạnh cháu. A. À. Hách Nhân, không thể ngập tràn trong đại bi đại hỷ. Không lo được nhiều như vậy, ta phải đi cứu bà nội.